Dạ vâng, em Linh xin kính chào tất cả các bác, cô chú, anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Trưa ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2020, em tiếp tục quay trở lại để chia sẻ các mặt hàng là dòng này là dòng Thái số 1 live với Taiwan, cô chú anh chị nhé. Đấy, dòng Thái live với đài đấy ạ. Và có mặt hàng là vàng Tây Ninh láng, xanh Huế sần nhẹ này. Và vàng Tây Ninh sần, rồi là vị hoàng sần, vàng cánh bầu Hải Phòng, để chia sẻ cô chú anh chị. Và địa chỉ của vườn em là ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vườn em có hai số điện thoại của chú anh chị để đặt hàng. Số thứ nhất là số 0353 5 1567, và số thứ hai là số 0345 495 222. Cả hai số đều dùng Zalo. Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ qua hai số trên hoặc nhắn tin qua Zalo, qua SMS chúng em đang nghe trả lời. Vâng, và em sẽ đi vào các đơn hàng trong buổi trưa ngày hôm nay. Tất cả mặt hàng đều bảo hành trọn đời mặt bông mặt hoa cô chú anh chị nhé. Đây là mặt bông của bông lai này. Đấy, bông Thái số 1 lai Taiwan đấy, như cái chậu này luôn này. Đây, cô chú anh chị thấy hoa nó vàng rất đẹp đúng không ạ? So với một bông mắm bên cạnh đấy, so sánh giữa hai bông với nhau. Đây là video. Chậu này cực đẹp luôn, thân em tách cho, đang tách cho khách này. Tách mà chưa, đây, tách đi. Đấy, tách thân thân, một thân này em chia sẻ với giá là 1.200.000 đồng nhé. 1.200.000 đồng cho một thân như này đây. Trời, quá đẹp luôn. 1.200.000 ạ. Cho dòng Thái số 1 Lai Taiwan, thân rất đẹp luôn, thân củ to thuộc dòng Tự Tin Vũ ấy. Đấy, là 1.200.000 cho một thân này. Đây là các cái thân tơ nữa này, các thân cực kỳ là đẹp. Đây là không còn thân già nhá, thân già đã gột đã rửa ra rồi. Đó là dòng Thái Lai thứ hai, là mặt bông có vàng Tây Ninh. Đây là vàng Tây Ninh láng này, vàng Tây Ninh láng hai thân này 4.000.000 đồng này. Vàng Tây Ninh láng hai thân 4.000.000 đồng. Cái này đã có hoa cúng hoa đây cô chú anh chị nhé. Hai thân vàng Tây Ninh láng là 4.000.000 đồng, bản lá trên 4 nhé, trên 4 đó là 4.000.000 đồng cái vàng Tây Ninh láng. Và cái xanh Huế sần rất nhẹ này, hai thân một măng này, đây sần cực nhẹ rất đẹp luôn, xanh Huế sần cực nhẹ. Cái đơn này em chia sẻ với giá là 5.000.000 đồng này, hai thân một măng này, xanh Huế sần nhá, rất nhẹ luôn, nhìn không nhận biết được là... Vâng, 5.000.000 đồng cho cái chậu này. Và cái chậu này em sẽ gửi cá chậu đấy, một măng này em sẽ gửi cá chậu của chú anh chị về, chuyển sang cái chậu to cũng được hoặc để như thế này cũng được. Đấy, xanh Huế sần nhẹ 5.000.000 đồng hai thân một măng. Sang cái vàng Tây Ninh sần, đơn số 1 của vàng Tây Ninh sần là đơn này thì nó lỗi mất một chút lá này, là bị chắc con gì nó ăn đấy. Đây mắt ngủ ngoài ok cô chú anh chị nhá, mắt ngủ ngoài ạ. Đơn số 1 700.000 đồng sần, nhưng mà nhìn như không sần luôn đấy, đâu bác nhìn thấy sần luôn đấy, không kiểu sần giống kiểu dạng tổ ong hay là bánh đa bánh khô đâu. Đấy, sần cực kỳ là nhẹ luôn. Đơn số 1 700.000 đồng này. Sang đơn số 2, 2 thân 1.500.000 này. Đấy các bác nhìn xem nào. Các đơn này nó lỗ một chút lá này nhá. Đơn này là 1.500.000 đơn số 2 này. Hai thân là tương đương 750.000 cho một thân nhá. Đơn số 2 là 1.500.000 á. Sang đơn số 3, đơn số 3 là 700.000 đồng. 700.000 đồng đơn số 3, mắt ngủ ngoài ok này, mầm nữa này. 700.000 đồng đơn này lỗi cái lá này của chú anh chị nhá. Đấy mình mua về có giống. Đơn số 3 là 700.000 đồng ạ. Sang đơn số 4 là 1.000.000 đồng này, một thân một măng này. Một thân một măng 1.000.000 đồng này, vàng Tây Ninh nhá. Một thân một măng 1.000.000 đồng là cái đơn số 4. Rất đẹp luôn. Cái giống này hoặc sang cái đơn số 5. Đơn số 5 700.000 đồng, đơn này thì khi nãy em lỡ đụng một chút nó tách cái lá này này. Đấy vừa tách xong nên là cái giá em đang bán đơn này là 900.000 đồng rồi đấy. Đơn này nhìn còn không nhận biết là sần hay láng luôn. Nhìn không thể nhận biết được sần hay láng luôn. Đơn này. Đơn này em chia sẻ ra là 700.000 đồng cái đơn này nhá. Đấy, cái chỗ chị về gột cho đẻ măng đẻ mầm ra. Nhưng mà láng này quá ok rồi. Vâng, đơn số 5 là 700.000 đồng ạ. Vàng Tây Ninh.
sang cái mặt hàng tiếp theo là vàng cánh bầu Hải Phòng, hoặc nó có thể là gọi là Mai Nguyệt. Đây mặt bông của nó đây, cho các chú anh chị xem mặt bông nó nở lại cực kỳ là đẹp luôn, phải nói là rất đẳng cấp của cái bông vàng cánh bầu Hải Phòng hoặc là có tên là Mai Nguyệt. Đây bông rất đẹp, đáng để sưu tầm, dòng đáng để sưu tầm, dòng cánh bầu. Đơn số 1 có vàng cánh bầu Hải Phòng này, rất rẻ của chú anh chị vào giống nhé. Đơn số 1 200.000 đồng, 200.000 đồng cho cái đơn số 1, bằng cái giá không, nói chung là cái giá xỉ còn không bằng cái giá xỉ. Đây số 1 200.000 đồng. Đơn số 2 tương tự vậy, 200.000 đồng để có cái giống này rồi. Đơn số 2 200.000 đồng, nó là thuộc dòng lỗ hội, thân lá nó bé và chú anh chị nhá. Cái dòng vàng cánh bầu Hải Phòng này thuộc vùng miền Cát Bà Hải Phòng, thuộc dòng giống lô hội nhưng thân lá nó bé. Sang đơn số 3 350.000 đồng. Đây một thân mắt ngũ ngoài rất khỏe đây, 350.000 đồng là đơn số 3 vàng cánh bầu Hải Phòng. Số 3 350.000 đồng. Vàng cánh bầu Hải Phòng số 4 tương tự vậy, cũng 350.000 đồng, 350.000 đồng có đơn số 4 đó. Sang cái đơn số 5, đơn số 5 400.000 đồng. Vàng cánh bầu Hải Phòng đơn 5 400.000 đồng, thân tơ rất đẹp này, tơ tít cực đẹp luôn. Đấy, đơn này là 400.000 đồng đơn số 5. Đơn số 6 750.000 đồng, hai thân 750.000 đồng, hai thân vàng cánh bầu Hải Phòng đây, 750.000 đồng hai thân. Đơn số 6, đơn số 7 400.000 đồng một thân tơ, tơ tít luôn, cực kỳ là khỏe và đẹp. Đấy, đơn số 7 là 400.000 đồng. Sang đơn số 8 500.000 đồng một thân một măng. Đây ạ, một thân một măng đấy, 500.000 đồng với đơn số 8 vàng cánh bầu Hải Phòng. Đơn số 8 nở lại rất đẹp luôn. Sang đơn số 9 1.200.000 đồng là một khóm 3 thân, một khóm 3 thân 1.200.000 đồng với đơn số 9. 1.200.000 đồng là đơn số 9 vàng cánh bầu Hải Phòng. Sang cái mặt hàng là Vị Hoàng, Vị Hoàng Sần nhá. Vị Hoàng thì các bác đã biết rồi, bây giờ giá nó đang rất chi là leo thang, lên 5 triệu đến 7 triệu một thân Vị Hoàng, cực kỳ là leo thang. Đấy nên nó kéo theo cả cái Vị Hoàng Sần này cực kỳ là cao, đó là em nói thật. Vâng, và cái Vị Hoàng là một trong những cái bông quốc dân xuất xứ từ Nam Định, ngày xưa có tên là Thủy Trơn, bây giờ nó được đặt tên lại là Vị Hoàng, một cái tên rất đẹp. Quốc dân là rất nhiều người chơi, rất nhiều người ưa chuộng các bác nhé. Đơn số 1 900.000 đồng là gần như là hai thân rồi. Cái này nó lỗ có chút lá này nè, lỗ có chút lá này nè, lá này nè. Đấy, đơn này là gần hai thân, em chia sẻ với giá là 900.000 đồng này. Các bác lấy phải lấy giống này, con này cây được quá ok rồi, bao sống các bác luôn. Đơn số 1 900.000 đồng ạ. Sang đơn số 2 là hai thân là 1.400.000 này, hai thân là 1.400.000 nhá. Đơn số 2 Vị Hoàng Sần số 2, hai thân 1.400.000. Đơn này cái lá nó lỗi rách một tí đây này, là 1.400.000 cho đơn số 2 ạ. Sang đơn số 3 900.000 đồng, đơn này bán lá rất to, đơn thân tơ này. Đơn 3 900.000 đồng đơn thân tơ này, 900.000 đồng có đơn số 3. Đấy, khi nó còn non thì lá của nó cứ đốm đốm trắng này này, kiểu giống dạng đột biến đấy. Còn khi là nó già lên thì nó lại cũng bớt dần và rất đẹp luôn. Đây, đơn số 3 là 900.000 đồng. Sang đơn số 4 là 1.000.000 đồng này, đơn này chắc nịch luôn, 1.000.000 đồng, 1.000.000 đồng là cái đơn số 4. Sang đơn số 5 tương tự vậy, 1.000.000 đồng, đơn này to khỏe đẹp, đơn số 5 1.000.000 đồng, thần tơ tít luôn đấy, 1.000.000 đồng có đơn số 5. Và đơn cuối cùng, đơn số 6 là 1.200.000 đồng, một thân hai măng, nhưng mà hắn lỗi cái lá, gập cái lá này này. Đấy, bán hai măng này nên là em bán với giá rất rẻ của chú anh chị là 1.200.000 đồng. Và đơn cuối cùng, đơn số 6. Đấy, cái mặt hàng là em chia sẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và còn cái dòng Thái này nữa này, Thái số 1 gieo hạt. Đấy, số lượng cũng còn không còn nhiều đâu, 150.000 cho một cốc. Đây mặt bông của Thái số 1 gieo hạt đây. Thái số 1. Hàng tách thân mặt bông rất đẹp luôn. 150.000 cho một cốc của chú anh chị nhá. 150k cho một cốc ạ.
tuyết ngọc 800.000 cho một thân, một thân tuyết ngọc, trắng tuyết ngọc. Trắng tuyết ngọc nó nở lại như chùm luôn. Đấy, tuyết ngọc đây. Mặt bông của tuyết ngọc nở thành chùm rất đẹp luôn. 800.000 đồng cho một thân, em sẽ tách âm cho các bác nhá, giống như tách cái bông thái cái nãy ạ. Vâng, và môi hồng thái nguyên. Môi hồng thái nguyên đây là 1.200.000 đồng cho một thân. Môi hồng thái nguyên, mặt bông có môi hồng thái nguyên đây. Cho các bác xem mặt bông quá đẳng cấp luôn, nó tại vườn em. Bông rất đẹp. Mặt bông cực đẹp luôn. 1.200.000 cho một thân môi hồng thái nguyên nhá. Còn gì nữa nhỉ? Đây thì xanh Huế à. Xanh Huế láng, bác nào mà cần thì cứ liên hệ với em hoặc đến nhà. Thì cái số tiền của dòng Huế láng này thì nó cũng cao, làm kinh tế cũng rất tốt. Bây giờ em chắc là đang để gian năm. Vì đang để măng nó mầm rất nhiều. Thôi cuối live em xin chào và kính chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và luôn sưu tầm được những chậu lan, giò lan thật là đẹp ạ. Cô chú anh chị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào chuông để theo dõi những video clip mới nhất, sớm nhất nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.